Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 5 phút hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Ngô Văn Phát, chủ tịch hội đồng quản trị công ty xăng dầu Phát cầm đầu. Ngô Văn Phát 56 tuổi, trú tại quận Hải An, được xác định là đối tượng cầm đầu, cùng bị khởi tố với ông Phát còn có 6 đối tượng khác. Trước đó thì công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại chi cục thuế huyện có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Cơ quan công an xác định Ngô Văn Phát là người lập nhiều công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cần Đức tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột. Đây là người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip ngược đãi cụ già 80 tuổi đăng tải trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Trong đoạn clip thì bà Hoa đã mắng chửi, dùng tay và chổi đánh liên tiếp vào mặt và đầu của mẹ mình. Bà cụ đã mất vào ngày 2 tháng 9 vừa qua. Đối tượng thừa nhận hành hạ mẹ ruột do bực tức vì phải chăm sóc nhưng không được bà chia tài sản. Một vụ sản xuất buôn bán găng tay y tế có dấu hiệu đã qua sử dụng vừa bị cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tại huyện Nhà Bè. Qua kiểm đếm sơ bộ ước tính có ít nhất trên 1,5 triệu chiếc găng tay y tế có dấu hiệu đã qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra thì chưa có mặt của chủ lô hàng. Các giấy tờ liên quan đến sản phẩm cũng như nguyên liệu đầu vào cũng chưa được xuất trình. Trong tháng 8 vừa qua, hơn 2 triệu găng tay y tế tái chế cũng đã bị phát hiện tại tỉnh Bình Dương. Vận chuyển hơn 10 mét khối gỗ lậu, Lương Tấn Hậu trú tại xã Sơn Giang, huyện Sông Hình đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xử phạt 220 triệu đồng. Trước đó thì lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện xe ô tô tải do Hậu điều khiển đang vận chuyển 11 khúc gỗ ké tròn có khối lượng hơn 10 mét khối thuộc nhóm 5, không có hồ sơ lâm sản hợp pháp. Toàn bộ số gỗ này đã bị tịch thu theo quy định. Sang đường mà không chú ý quan sát đã là rất nguy hiểm rồi, nhưng sang đường bất cẩn trong điều kiện trời tối thì nguy cơ tai nạn lại càng cao. Tình huống trong clip sau đây sẽ cho thấy rõ hơn về mức độ nguy hiểm của cách đi đường này. Theo hình ảnh được camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại, thì trời rất tối, đường khá vắng. Từ phía sau, người đi xe máy vượt lên. Đúng lúc đó, một người đi xe máy khác đang đi sát làn đường bên phải thì bất ngờ rẽ sang đường mà không hề quan sát phía sau, cũng không bật tín hiệu xin đường. Do khoảng cách quá gần nên cả hai người đi xe máy đều không kịp xử lý, khiến cả hai người cùng ngã văng xuống đường. Mặc dù hậu quả của vụ tai nạn không quá nghiêm trọng, thế nhưng tình huống cũng cho thấy sự nguy hiểm của việc bất cẩn, thiếu quan sát khi sang đường. Một máy bay của Nhật Bản đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một hành khách từ chối đeo khẩu trang và đe dọa tiếp viên hàng không. Sự việc xảy ra trên chuyến bay nội địa của hãng hàng không giá rẻ Peach của Nhật Bản. Một hành khách nam đã nhất quyết không chịu đeo khẩu trang dù bị phi hành đoàn đã nhắc nhở. Không chỉ vậy, người này còn đe dọa thách thức các hành khách xung quanh và phi hành đoàn. Cơ trưởng chuyến bay đã buộc phải hạ cánh xuống sân bay Niigata của Nhật Bản để đưa người đàn ông này ra khỏi sân bay. Sự việc đã khiến cho chuyến bay bị trễ 2 giờ đồng hồ so với kế hoạch. Cháy rừng dữ dội ở bang California của Mỹ đã thiêu rụi hơn 800.000 hecta rừng. Đây là lần đầu tiên bang này phải gánh chịu nhiều diện tích rừng bị cháy đến như vậy. Nhiều đám cháy vẫn chưa được kiểm soát, buộc hàng trăm người đã phải sơ tán bằng trực thăng. Hiện hơn 14.000 lính cứu hỏa đang tham gia dập lửa tại 25 điểm cháy rừng. Theo giới chức địa phương, kể từ đầu năm đến nay ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 3.800 công trình bị hư hại hoặc phá hủy do cháy rừng. Mưa dông có xu hướng gia tăng trong chiều nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cần đề phòng mưa to dồn dập gây ngập. Đây là thông tin cuối cùng trong bản tin 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Dự báo mưa sẽ xuất hiện trong chiều đến chiều tối nay ở nhiều nơi tại Tây Nguyên và Nam Bộ, sẽ đi kèm với dông gió mạnh và sấm sét. Cảnh báo có những điểm mưa vừa mưa to có thể gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp và đô thị. Lưu ý với quý vị trong trường hợp đi vào đường ngập, với người đi xe máy, không nên đi song song với ô tô vì rất dễ bị ngã do sóng nước. Cũng không nên đi sát vỉa hè vì rất có thể có những rãnh nước hoặc hố ga bị mất nắp. Để đảm bảo an toàn khi di chuyển, tốt nhất quý vị không cố đi vào các tuyến đường ngập sâu.